qua nha. Thì mình để này là mình biết là cái này là đang có điện nha. Vâng. Thế con ví dụ mình chuyển sang bên đấy là đo ampere khi A này là đo ampere, để con đo cái này là đo điện điện xoay chiếu nha, khi HZ thì với cái V dấu ngã này. Đây, nó cắm hai cái que này vào đây là biết được cái điện của mình là bao vôn, là 232 V đúng không? Thì con xuống cái V băng băng này này, cái mũi tên này chỉ sang cái V băng, nó đo điện một chiếu. Thì con chuyển sang đây nó đo ôm. Đo ôm thì nó cái đo điện trở của mình, ví dụ như thế này, nó đang thông mạch, nó không có ôm bằng không, nhưng mình bị dí vào đây. Thì đo diode là nội nội cái mũi tên để cái dấu chằn này đang trước đây. Đấy, thế nó đo diode thì mình dí tiếp cái nữa là đo thông mạch có coi. Đấy, thế nó đang thông mạch thì mình dí tiếp một phát nữa là nội cái chữ nơ này, nó đo tụ. Đấy, nó đo tụ rồi. Đấy, em gì hỏng không? Cái đo tụ và tù mình gì gì nó nội nội cái chữ nớ đây này, cái nớ với chữ ép này này. Đó, cái chữ nớ chữ ép của góc này, thế mình đo tù cắm hai cái que này vào đây. Nó biết tù là bao nhiêu sống ấy, nó là chết ấy. Nó xem nó có được bao nhiêu mi đấy. Cắm giữ một lúc nó sẽ lên 36 mi, thì nó nhưng mà con tù đấy của nó tù 3 năm rồi. Để đồng hồ này đo nó cũng tương đối chính xác và 6 mi thế thôi. Tên thế nó hết thì gắn cái này nó đo ôm tự động, gắn cái này đo diode, cái này đo ôm có cói. Đấy, đo đo cái này thì nó sẽ không lên điện trở. Dưới một cái này thì nó đo tù rồi, tụ mà lúc nó lên được 36,7 đấy, cái tù nó tù 35 mi nó lên 36,7 nó tù vẫn tốt. Và nó mà lên 30 nó tù đang bị tụt, đang bị yếu.